Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Root Battleground. Và tập lần này mình sẽ dùng trái quỷ Nika thần thoại cấp 300 để PvP bên khu vực Wano World cho anh em xem. Đây có một người chơi nè, máu cũng hơi châu châu mà cũng đúng thôi. Khu này cấp 150 qua mới được mà, nên đa số toàn những cái người mạnh, chúng ta cũng phải cẩn thận tí nha. Còn có nửa cây máu kìa, mình cứ tính đó là không đánh giả luôn chứ thì ra cũng có đánh nha. Xài chát quỷ cao su nhưng mà thuộc dạng quyền thoại. Nói chung á, mình thấy ai cũng sẽ tiêu diệt, không chừa bất cứ người nào cả. Đi lên phía trên. Ôi ôi, có một thanh niên sử dụng chát quỷ Goro kìa. Để mình chạy tới chiến luôn chứ chờ đợi gì nữa. Trời ơi, tự sát rồi anh em ơi, chưa kịp đánh đấm gì. Tuốt phía trong kia mình thấy hình như là có người kìa. Vào chiến liền chứ chờ đợi gì nữa. Sử dụng trái cao su nha, trái cao su quyền thoại á. Mình tới ngay. Ủa sao thấy thanh niên nó quen quen ta? Hình như hồi nãy mình mới tiêu diệt phải không? Ở ngoài kia đó. Giờ gặp nữa nè, với một cái thanh niên nào đó, không biết xài chát quỷ gì nhưng mà thôi kệ, đánh luôn. Ờ, à, trái Gura. Hồi đó trái Gura nó thiệu với anh em là PvP quá đỉnh luôn. Nhưng mà bây giờ thì game nó ra nhiều chát quỷ xịn quá nên là cũng ít ai xài trái Gura lại. Ghê ta, không có chạy được đâu nha. Chuẩn bị bay màu là vừa. Còn thanh niên xài trái cao su sắp chết rồi kìa anh em, đứng múa múa còn xíu máu à, kiểu như là không muốn chạy luôn á. Trời, bây giờ cái khu vực này đông ghê luôn á, quá trời người nè. Gì đâu mà phía trước phía sau đủ hướng hết, mình không biết đánh ai. Đây đây đây, có một thanh niên nè, xài trái cao su huyền thoại. Chắc mấy thanh niên này cũng đang trong giai đoạn cày cuốc cho trái cao su lên cấp 300 và thức tỉnh lên G5 giống mình đó nè. Hồi nãy giờ mình chưa dùng tới G5 luôn á. Chết chưa? À, vẫn còn sống. Còn tới nửa cây máu nè, châu lắm. Chạy đi đâu, xài cái chiêu đấm liên hoàn. Trời, hụt rồi anh em ạ. Đúng không? Rồi, ok. Ăn được 3 mạng rồi đó, mà chưa dùng tới gear 5. Hình như là mình nghe tiếng có thanh niên ở phía dưới. Từ từ nha, để mình kiếm cái góc nào đó nhìn. Ủa, có người hồi sinh kìa. À, thanh niên lúc nãy xài chát cao su bị mình tiêu diệt á. Thôi chắc không đánh đâu nè, bây giờ có đánh nữa cũng đâu được cộng điểm bao tí, tại vì mình mới tiêu diệt rồi. Trong đây có một bạn xài cái rồng đó, lướt lướt kìa, để bay lại đánh chơi nha. Xài cái chiêu số 2, đấm cái bay dính tường liền anh em. Ra đây chơi nào bạn ơi. Mà mình thấy hình như là thanh niên này không muốn đánh nhau hay sao á. Đó, anh em thấy chưa, đứng yên rồi kìa. Vậy thôi chắc là không đánh đâu, để cho họ treo đi. Hình như là đang treo. Mà sao ngộ quá, thường nếu mà anh em treo chiêu thức đồ các kiểu cho lên cấp ấy, thì nên đi ra ngoài nha, kiếm mấy cái góc trống trống anh em treo. Ở trong đây thì rất là nhiều người đi qua đi lại, anh em thấy không? Xài chiêu như thế thì chắc chắn hồi sẽ bị đánh à. Mình mới phát hiện ra có một thanh niên đứng ở phía trên nha, cũng xài trái cao su luôn. Cái server này toàn xài trái cao su thôi. Cấp độ của thanh niên này cũng khá là cao á, nên mình thấy máu nhiều. Ghê ta. Coi bộ là mình phải biến thành gear 5 rồi. Ý chết anh em ơi, bị đánh hội đồng. Anh em nhìn kìa, mình không đứng lại được luôn á.
Vừa bị thanh niên này đánh xong cái tới thanh niên kia phối hợp tiêu diệt mình. Mạnh thì mạnh chứ sao mà chống lại hai người nữa anh em. Bật kia năm lên liền. Được lắm. Dám chơi đánh hội đồng hả? Mình phải phản công thôi. Để dạng thường là chết chắc nha anh em. Phải lên kia năm. Tại vì hai người đang kết hợp để đánh với mình. Tới đây mà kiếm ăn nào. Định bay kìa nhưng mà dính chiêu của mình rồi đâu có di chuyển được. Ăn nguyên một đấm liền. Anh em thấy mất máu chưa? Hơi to nha. Một lần phải đánh tới hai người. Đều xài chén cao su hết. Chén cao su quyền thoại anh em. Trội đấm xuống kìa. Nhưng mà không sao. Tới đây mà kiếm ăn nào. À, thanh niên kia hết trạng thái ghi 4 rồi anh em ạ. Biến lại bình thường. Bỏ lại một cái thanh niên áo tím. Rồi, được lắm. Hồi nãy dám kết hợp để đánh mình hả? Thanh niên này bị bỏ rơi rồi anh em ơi. Tội chưa? Hồi nãy hai người kết hợp để đánh mình nha. Thanh niên kia còn ghi 4 thì bay lại đánh. Nhưng mà hết ghi 4 thì chạy mất tiêu. Bỏ lại một người chơi này. Có cố gắng đấy. Nhìn mình còn 400-500 máu vậy thôi chứ không dễ tiêu diệt đâu nha. Đang ở trạng thái ghi 5 là mình rất là bá đạo. Này thì đỡ. Ôi tính ra cái chiêu mà cái tay chọc xuống đất chọc lên thì đỡ được nha. Mình thấy họ đỡ không có bị mất máu. Chạy. Ui quăng hụt lớp cái chiêu sấm sét rồi anh em ơi. Mình phải tiêu diệt được thanh niên này. Đâu rồi ta? Ồ, chạy ở phía dưới. Không có thoát đâu nhá. Leo lên cây nữa chứ anh em à. Hay thật sự. Còn có 200 máu nè. Trời, biến lại bình thường luôn chứ. Nhưng mà không sao anh em ạ. Họ cũng còn có xíu máu à. Tới đây mà kiếm ăn. May là thanh niên kia bỏ chạy trước rồi á. Nếu mà hai người cùng lúc ở lại thì chắc chắn mình bay màu rồi. Nói gì nói chứ sao chơi lại hai người anh em. Một người không chế vừa đánh xong nha. Cái tới người kia đánh. Có mạnh tới cỡ nào thì cũng phải bị tiêu diệt thôi. May ở đây á, là mình còn năng lượng để sử dụng ghi 5 nên là mới phản công được. Ui mà lên 58k bounty luôn kìa. Bây giờ mình mới để ý á. Hình như cái thanh niên áo tím hồi nãy mình tiêu diệt là cao điểm bounty nhất server hay sao á. Mình mới được nhiều như thế. Giờ còn có 600 máu nè. Gặp người chơi khác có khi mình đánh không lại. À, lại là thanh niên áo tím nè anh em. Đúng rồi, cái tên này là đúng người chơi đang 88k bounty. Cái lúc mình chưa tiêu diệt nha, mình thấy họ tới trăm mấy k lận. Hồi nãy mình ăn được mạng á, nên là họ giảm xuống còn 88k. Lúc đầu là thanh niên nó xài trái cao su nha anh em. Xong bị mình tiêu diệt, bây giờ cay quá đổi sang trái Goro phục thù kìa. Mình thấy hình như là 1.300 máu á, là maximum cấp giống mình luôn. Nhưng mà không sao, đánh cẩn thận là được hết anh em ạ. Trái Nika mạnh, mình sợ gì trái Goro. Mình chỉ sợ là còn ít máu quá chơi không lại thôi. Do là cái trận hồi nãy đấu á, bây giờ còn có nửa cái máu à. Ráng bay vô, mình sử dụng combo tấp liên tục, không cho bạn nó phản công. Ôi chết rồi anh em, bị dính chiêu. Wow. Anh em này BVB cũng đỉnh dữ lắm nè nha anh em. Kết hợp chiêu thức của trái Goro rồi đỉnh lắm. Do là mình còn ít máu quá thôi. Đỡ nữa chứ. Này thì đỡ mà lại chúng tôi à. Xài cái chiêu số 4. Tắp cho không thấy đường luôn đấy ạ. Định đỏ trái Goro phục thù. Nhưng mà vẫn bị mình đánh cho không thấy đường. Giờ bỏ chạy kìa. Anh em nghĩ là có chạy được không? Mình không cho chạy. Lên trên đây gồng chiêu hả? Thế là xong. Nhìn mình còn nửa cây máu gì thôi chứ đâu dễ ăn anh em. Ghê không? Nửa cây máu mình có thể đánh bại được trái Goro full cấp luôn. Và thậm chí hồi nãy giờ mình chưa bật ghi 5 nha. Mình chỉ đánh dạng thường thôi đó. Mà thôi, server này chán quá nè mà. Ít nhất cũng phải đông đông người đánh tí. Ở đây có mình với lại thanh niên cái đánh hoài à. Chắc chuyển qua một server khác chơi đi. Ok,
Mình mới qua một cái xe vào nào đó thấy cũng khá là đông đông nè. Phía trong thì cũng nghe tiếng rất là nhiều thanh niên đang đánh nhau luôn. Tại chát quỷ gu ra đồ các kiểu. Anh em thấy chưa? Để mình đi vào phía trong coi. Đó cũng có người kìa. Đang chạy lại hướng của mình luôn nha. Đánh chơi. Ui, bị dính chiêu của chát quỷ Mochi nha Đam. Trời, cái khu này đông ghê luôn á. Quá trời người. Đôi khi nhiều quá mình cũng chả biết đánh ai. Tại đông mà. Người chơi này xài trái Mochi phải không ta? Đâu ra sống thần nữa vậy? Hơi bị lộn xộn rồi đó nha Đam. Để mình tập trung đánh một bạn này thôi. Đánh từng người cho nó dễ. Đúng rồi, bạn này xài trái Mochi nè. Trời, mạnh ghê vậy. Sao chiêu thức mình nhấn hoài nó không xài ta? Ngộ vậy. Cái gì số 4 nè anh em? Nhấn hồi nãy giờ không xài luôn á. Không biết là lát hay bị lỗi nữa. Mà dưới này rất là khó chịu nha. Thường chẳng hạn như là chiêu mình nhấn xài bình thường mà mình bị tiêu diệt nó không có tức. Chứ còn mà nó bị lỗi mình nhấn xài chiêu không được mà bị người ta tiêu diệt nó tức lắm anh em ạ. May quá là biến lại ghi năm là xài được chiêu. Ủa mấy thanh niên kia chạy đâu mất tiêu hết trơn rồi. Nói chung xe vào thì nhiều người nhưng mà được cái là nó hơi bị lộn xộn anh em ạ. Kiểu như á, người này đánh người kia đánh người nọ. Mình đang dí theo thanh niên sử dụng cái Mochi đi một hồi là không biết ở đâu sóng thần nó lao tới. Ra ngoài đây cho máu nó hồi hồi lại tí. Thanh niên Mochi núp ở phía trong rồi không chịu ra ngoài. À cũng có người xài kia năm giống mình kìa. Đó bây giờ mới biến hình. Quá trời người anh em ơi. Rồi lên trên đây đi. Đánh lượt cho nó dễ. Toàn mấy anh niên mắt cấp không á. Mình thấy máu quá trời đất. Trên nghìn không à. Gì nữa đây, súng thân nữa. Tuyệt tình chứ. Nói thiệt với anh em không cần đánh đấm đâu. Chỉ cần chạy vòng vòng khu vực này hồi tự nhiên chết à. Tại vì chạy vòng vòng dính chiêu á. Mình còn có 27% năng lượng. Sắp biến lại bình thường luôn rồi. Coi bộ toan rồi nha anh em. Gì đâu hết Mochi rồi tới mấy anh em sử dụng chát quỷ Pika bay lại đánh liên tục. Có thần thánh cũng chết nữa. Vậy ai đâu mà chịu cho nổi. Trời kệ chơi vui mà. Vào vô đây mình cân hết. Chết thôi có gì đâu anh em. Có người đứng nhìn nữa kìa. Nhìn mấy anh đi đứng nhìn nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha. Lâu lâu buồn buồn ngứa tay xài cái chiêu vô. Trời còn có trăm máu nè anh em ơi. Nếu mà tính ra cái người chơi sử dụng cái Nika cũng sắp chết rồi đó. Rồi xong luôn. Vừa mới nhảy xuống dính chiêu của trái Mochi. Bay màu. Gì đâu mà chạy vòng 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 cũng bị dính chiêu âm đùng. Do quá nhiều người đi. Mà sao mình thấy cái kiểu như là đang bị dí đánh vậy anh em ạ. Cứ bị dí đánh quá trời đất. À mình hiểu lý do tại sao rồi. Anh em nhìn nè. Toàn mấy bạn Việt Nam thôi. Thèn chi hồi nãy giờ mình tắt chat đâu có thấy anh em. Do là mấy bạn Việt Nam á nên là sẽ dí theo đánh mình. Trời ơi. Hồi nãy giờ không biết luôn á. Đó nè thấy chưa. Quá trời người bu vô đánh mình, ai đâu mà chịu cho nổi. Một hai người không nói, cái này ba bốn người luôn. Gura rồi Nika rồi Mochi. Ôi. Đang chi xác mình kìa em. Núp núp. Nguy hiểm quá. Giờ mình cũng hết trạng thái Nika rồi. Không cẩn thận là bị tiêu diệt ngay á. Đó nè thấy không? Hết bị người này đánh xong tới người khác. Mấy anh em này nguy hiểm quá. Mà nói chung chơi như thế này nó cũng vui.
chỉ có điều là khó ăn mạng thôi em ạ. Tại đây biết sao không, kiểu như nó bị phân vân á, mình đang đánh người này đi nha, tự nhiên có người khác họ bay lại họ đánh mình, cái trong đầu mình suy nghĩ là muốn đánh cái người mà đang đánh mình á, nên mình chuyển cho mình đánh người khác, nên là không có tập trung đánh một người được, vì thế là rất là khó để ăn mạng luôn. Gì đây, có một bạn sử dụng trái quỷ Dika giống mình nè, nhưng mà chưa có mạnh lắm đó nè, 700-800 máu à, định tiêu diệt mình hay sao á, đâu có dễ. Đây hãy nhìn mình phản công nè, nếu mà không có ai mà bay vô đánh á thì mình tiêu diệt bạn này cho anh em xem. Bộ một thì còn gì để nói nè em, tại đông quá khó chạy đâu, lượng máu của mình còn cũng ngang ngang với lại bạn đó thôi, không có hơn là bao nhiêu. Y 100% năng lượng rồi kìa anh em, đợi tí mình biến thành trạng thái Nika sử dụng chứ. Trời ơi, thanh niên sử dụng trái Goro đâu xuống nó vậy, mình đang solo với lại các bạn sử dụng trái Nika mà, thiệt tình chứ trưởng cái còn có 300 máu luôn, tức không. Có thanh niên sử dụng trái Goro rồi, coi bộ khó à, mà hên quá các bạn sử dụng trái Goro cũng bay vô đánh nha, thấy trưởng có cái không đi đâu mất tiêu. Vậy là chết cái thanh niên xài chết quỷ Nika rồi, còn có xíu máu vậy đây. Ui trời, cái đi sắm hụt xài chiên số 6 biến hình thành viên nam đó chứ anh em, nhưng mà đã quá muộn màng rồi, mình thấy còn có xíu máu mà dính vô này sống gì nổi. Bay màu nè đấy. Ăn được mạng ngay anh em, nhưng mà còn có 400 máu nè, khó mà sống toàn mạng ra khỏi cái khu vực này đó, anh thấy không, có người tham chiến liền xài trái cao su G4, cái lộn trái cao su huyền thoại trạng thái G4, nói như thế mới chính xác đó, anh thấy chưa, sấm sét rồi trái cao su rồi chiêu tức tùm lum như thế này có khi cho mình 5000 máu chưa chắc sống nổi nữa. Đang đánh nhau ầm đùng kìa, mình thì sắp to rồi nha anh em. Đó, có người lướt 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 kìa, chỉ cần họ thấy mình còn xíu máu thôi là bay màu ngay nha. Chạy thôi chạy thôi, thôi chạy, giờ chạy gì được nữa nè, biến là dưới năm rồi kìa, chấp nhận bay màu thôi, biết sao giờ. Cao su mochi Việt Nam, ôi Goro nữa, thánh thần ơi, thế là mình đã hy sinh rất là hoành tráng nha anh em, phải rất là nhiều người đứng bu vô xài chiêu trong khi mình còn có xíu máu, bợ thật sự. Thôi nói chung là chắc tới đây cũng được rồi, hôm nay là sử dụng cho anh em xem trái Nika cấp 300 maximum đi BBB nó sẽ như thế nào, anh em thấy rất mạnh phải không, nếu mà về mặt solo nó rất là bá đạo rồi, chứ còn đánh một với nhiều người thì cũng hơi khó, nhưng mà đánh thì vẫn được nha, nếu mà anh em có khả năng BBB đỉnh thì 1 cân 2 cân 3 là chuyện bình thường, mình thì còn chơi dở quá nên là đấu không lại thôi. Ok, bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp, có gì hay ho hơn mình sẽ quay clip cho anh em xem nha, nếu thích video thì để cho mình một like subscribe, còn bây giờ bye anh em.